Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin du lịch do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Huế nằm trong top 8 điểm du lịch tiết kiệm nhất châu Á. Sôi nổi các hoạt động tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024. Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh liên kết phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều người dân châu Á đang háo hức chào đón các kỳ nghỉ lễ sắp tới, mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố 8 điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất, trong đó Huế của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3. Tháng 4 và tháng 5 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lễ hội lớn thu hút khách ở khu vực châu Á. Trong giai đoạn cao điểm này, thành phố Huế là nơi có mức giá phòng tốt nhất Việt Nam, xếp thứ 3 ở châu Á, trung bình khoảng 43 đô la Mỹ mỗi đêm. Năm ngoái, Ninh Bình là địa phương đứng đầu. Agoda nhận xét Huế là thành phố nổi tiếng về lịch sử văn hóa với nhiều di tích đồ sộ, tiêu biểu là kinh thành Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Dòng sông Hương uốn lượn quanh thành phố và du khách có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông Hương, chiêm ngưỡng toàn cảnh kiến trúc cổ kính hai bên bờ. Cố đô Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất vào tháng 4 và tháng 5 với giá trung bình khoảng 43 đô la Mỹ, tương đương 1.066.000 đồng. Đại diện Agoda đánh giá Huế xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Việt Nam. Với chủ đề Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024 đã chính thức khai mạc ngày 11 tháng 4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Với sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp từ 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 16 quốc gia vùng lãnh thổ. Hội chợ Du lịch Quốc tế là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa rất thiết thực, được Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất và duy trì tổ chức thường niên. Với chủ đề Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024 thể hiện được xu thế của sự phát triển du lịch trong tương lai, là một diễn đàn mở, bao gồm rất nhiều hoạt động, tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, cũng như giao dịch, trao đổi, kết nối các cơ hội kinh doanh hiện tại và trong tương lai. Đây cũng là dịp để các cơ quan xúc tiến du lịch, cơ quan quản lý giới thiệu các sản phẩm, điểm đến du lịch mới đến các đối tác, bạn hàng cũng như công chúng tham gia hội chợ. Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024, gian hàng của Du lịch tỉnh Thanh Hóa có chủ đề Du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa. Các ấn phẩm được trưng bày tại gian hàng phong phú, đa dạng, cùng nhiều sản phẩm ô cốp, sản phẩm ẩm thực đặc sắc. Đặc biệt, tham gia hội chợ lần này, các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Thanh Hóa đã tung ra gần 250 tour kích cầu, booking giá rẻ và gần 1.000 sản phẩm quà tặng đặc trưng xứ Thanh. Ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, một hành trình nhiều trải nghiệm. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024. Với các thông điệp Ninh Bình điểm đến thân thiện hàng đầu thế giới, du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa, Nghệ An về miền ví dặm, Hà Tĩnh về Hà Tĩnh người ơi, bốn địa phương hướng đến mục tiêu liên kết xây dựng một hành trình với nhiều trải nghiệm thú vị, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp du lịch cả nước quan tâm tìm hiểu, quảng bá hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch, dịch vụ mới nói chung cũng như sản phẩm du lịch văn hóa nói riêng, qua đó góp phần đưa du lịch của bốn địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp điểm đến của bốn địa phương đã giới thiệu những sản phẩm du lịch mới cùng những ưu đãi hấp dẫn, các tour, chùm tour du lịch. Riêng tỉnh Thanh Hóa năm 2024 dự kiến sẽ tổ chức 145 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, công bố các sản phẩm mới. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu một kho tàng di sản văn hóa giàu giá trị được xem là lợi thế tạo nên sự phát triển cho du lịch xứ Thanh. Ngành du lịch cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị của di sản, đưa di sản trở thành sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tham quan khám phá. Huyện Quan Sơn được thiên phú nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và thơ mộng như động Bo Cúng, hang Nang Non, hang Pha Bái, hang Co Láy, hang Pha Khua. Bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, Quan Sơn còn có kho tàng văn hóa phi vật thể cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tâm linh đậm đà bản sắc. Trong đó có lễ hội Mường Xia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xác định giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng là bệ đỡ quan trọng để phát triển du lịch. Nhiều năm qua, cùng với việc quảng bá các tiềm năng phát triển du lịch,
công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch cũng luôn được huyện quan tâm. Huyện Quan Sơn đã chỉ đạo các xã có tiềm năng phát triển du lịch quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua việc thành lập, duy trì hoạt động của các đội văn nghệ dân gian, tiếp tục khôi phục, phát triển các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan cót. Tại Bản Ngàm, xã Sơn Điện, những năm gần đây, bà con đã có ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Để đạt được điều này, Bản Ngàm luôn chú trọng tới việc tuyên truyền, vận động giới trẻ tham gia tập luyện các điệu múa, làn điệu dân ca, thành lập đội văn nghệ để vừa gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, vừa biểu diễn phục vụ khách du lịch. Từ khi bước vào du lịch thì cấp trên này, xã rồi là ban quản lý có cho đi thực tập và tìm hiểu lại những cái văn hóa từ thời xưa ông cha ta để lại. Và giới trẻ bọn em bây giờ biết được ngày xưa ông cha ta đã có những cái phong tục tập quán như thế nào để lại cho con cháu bây giờ. Và khách đến thì bọn em sẽ truyền tải và sẽ kể lại những câu chuyện đó cho khách nghe và khách cảm thấy thích thú và họ muốn tìm hiểu và trải nghiệm. Tương tự như Quan Sơn, huyện Cẩm Thủy cũng là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế về tự nhiên, di tích lịch sử, văn hóa. Theo đó, những năm gần đây, ngành văn hóa huyện Cẩm Thủy đã quan tâm tạo môi trường thuận lợi để giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nhằm góp phần phát triển du lịch. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 360 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiều hoạt động tích cực của các câu lạc bộ cũng như sự quan tâm của ngành văn hóa thông tin các cấp. Đến nay, huyện Cẩm Thủy đã khôi phục, bảo tồn và phát triển được nhiều giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội Nàng Nga, Hai Mối, lễ hội Khai Hạ, lễ hội Đền Rồng, Mo Mường, Xét Bùa, v.v. Đến với Cẩm Thủy hôm nay, du khách không chỉ được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng của cửa Hà, tham quan suối cá thần Cẩm Lương mà còn được hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng và trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc Mường, thả hồn cùng những điệu sườn giao duyên, cồng chiêng, bồn bông hay thưởng thức những món ăn bản địa. Trong cái đề án phát triển du lịch đến năm 2030 của huyện Cẩm Thủy hiện nay, ở chúng tôi cũng đã đưa vào cụ thể các nội dung chương trình, đặc biệt là các cái hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc được gắn với phát triển du lịch. Thì chúng tôi hiện nay nếu như du khách thập phương đến du lịch tại huyện Cẩm Thủy, khi có nhu cầu, chúng tôi sẽ sẵn sàng tổ chức các đội văn nghệ biểu diễn các cái tiết mục truyền thống của đồng bào dân tộc. Không chỉ Quan Sơn, Cẩm Thủy, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang xem công tác bảo tồn và phát huy các di sản gắn với phát triển du lịch là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Như huyện Thiệu Hóa xác định điểm nhấn du lịch là các di tích văn hóa, tâm linh và làng nghề truyền thống. Huyện Bá Thước chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc như nghề dệt, ẩm thực, trò chơi dân gian để phát triển du lịch cộng đồng. Để di sản văn hóa trở thành tài nguyên du lịch hấp dẫn du khách, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch như chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh cũng quan tâm triển khai công tác kiểm kê di tích, di sản văn hóa, lập danh sách, hồ sơ khoa học các di tích. Tính riêng từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được tu bổ, tôn tạo, trở thành những điểm du lịch hấp dẫn du khách, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Có thể thấy, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản gắn với phát triển du lịch là một xu hướng tất yếu. Song việc khai thác hài hòa gắn với bảo tồn di sản lại là một thách thức lớn. Do đó, các cấp, ngành, địa phương và người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản để di sản trở thành sản phẩm văn hóa du lịch bền vững. Đến đây, bản tin du lịch ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!